Vâng, ở miền Bắc thì đang chuẩn bị đón những cái cơn bão, chuẩn bị đón cơn bão đang áp thấp nhiệt đới, ba cơn bão liền ngoài biển và con ạ. Nên thời tiết hôm nay thì nó khá là dịu và đang có gió. Và hôm qua Tuấn Anh quay một cái dàn xe 7 chỗ lên nói vui vui tí thì có bác bảo tôi đố ông bán được con xe này đấy, còn lâu các ông mới bán được. Thế mà sáng nay có bác Thành Hóa ra chốt con Innova đen của em, nhanh chóng bớt độc có 10 triệu thôi. Đấy, để cho bác 180 mấy triệu. Úi giời. Thế mà các bác đố em bác ăn gì cũng được. Đấy. Thật ra cái nhiều bác thì nói thật với bác là xem vui thôi, nhưng mà cứ thích trải tranh chém gió. Có nhiều bác bảo vui rồi, ông này bán xe thì không tế nhị. Đấy, rồi là nói lăng lôn côn bố láo ăn cắp. Nói thật ra các bác này, em chỉ tôn trọng với những người tôn trọng em, còn đâu thì những người mà đã chửi bới em thì nói thật là em cũng chả tôn trọng gì, mà em nói cũng không có gì bậy bạ cả. Em chỉ nói gọi là để cho các bác hiểu rằng là thế này thế lọ thôi. Nhưng mà nói thật là em thì bán xe nên là em cũng chả để ý gì cái vấn đề đó. Nhưng mà quan trọng là em bán xe ở đây là bán cái chất lượng, chứ không phải bán cái lời ăn tiếng nói của em, đúng không ạ? Bán cái chất lượng của chiếc xe thôi, chứ không phải bán lời ăn tiếng nói của em. Vì thế các bác cũng không cần phải nói nhiều. Mà thực tế rằng là các bác đến xem xe thực tế tại cửa hàng bên em, chất lượng thì các bác mới mua, mà không chất lượng thì các bác cũng không mua. Đó, vì thế nên là các bác ạ, nếu mua xe cũ mà đã qua sử dụng thì chấp nhận những cái rủi ro. Và nói thật là các bác là với những dòng xe cũ thì nó cũng chỉ được đến tầm như vậy thôi. Tiền nào của đấy, nó không giống như xe mới có giá niêm yết của nhà máy hay là chiết khấu. Đấy bà con nhé. Và ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một dàn xe tất tần tật những cái mẫu xe, trừ những cái xe 7 chỗ và 5 chỗ gầm cao. Ngày hôm qua Tuấn Anh đã quay rồi. Hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu hết cho anh em những mẫu xe 5 chỗ ngồi bà con nhé. Và bà con các bác chị em nào quan tâm thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Làm đối diện bên kia là ngôi chùa Cao Linh, một ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng hiện nay, và có rất nhiều những cái dòng xe bán hàng ở đây. Thì nói thật với các bác là nó phải có tâm bán hàng về chất lượng xe, chứ không phải ông nói hay, ông quay video đẹp mà bán được hàng đâu. Em nói thật với các bạn, em không cần những cái hào hoa như thế, nhưng mà em chỉ cần trọng là bán cho các bác những chiếc xe chất lượng hợp lý thôi. Tiền nào của đấy rồi. Và ngày hôm nay đầu tiên thì tôi này sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc Moling 2016. Con này thì đang đeo biển Hải Phòng 15A193594, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Trước đây thì con này nó đã qua dịch vụ và cái màu vàng này là màu nguyên bản của nó, không có đổi màu. Về chỉ có đánh bóng sơn si một tí thôi. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Xe trang bị thêm màn hình cam đùi đầy đủ, sơn si sạch đẽ và đẹp đẹp cả. Con này thì em cam kết cho anh em là không có taxi, không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Quên để bảo không taxi, con này 100% taxi ra rồi. Để cho anh em một cái giá rất ưu đãi nhá, 175 triệu đồng. 175 triệu đồng bà con nhé, 175 triệu đồng, rất đẹp cho anh em. Và trong đây thì em đang có những cái dòng xe khác. Đầu tiên sẽ là một chiếc Hyundai Grand i10 2019 bản sedan hai đầu, máy 1.2. Thực ra thì với dòng i10 2019 này thì có rất nhiều cái giá khác nhau. Con này là bản pay thôi, Tuấn Anh đang so cùng đời, cùng bản. Có rất nhiều lơ thì đang bán với giá là chỉ có 270 triệu, 268 triệu. Chưa có chỗ nào bán đến 230 triệu cả, chỉ có tầm 268-270. Nhưng nhà em vẫn bán tầm 275 triệu. Vì sao ạ? Nó đắt hơn 5 triệu nhưng con này nó là tư nhân, một chủ từ đầu sử dụng. Đăng kiểm 25 tháng 7 năm 2025. Và xe đã được trang bị lốp rất là mới. Và xe của nó cam kết cho anh em keo chỉ zin 100%. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, lên màn hình cam đùi đầy đủ, đăng kiểm tháng 7 năm 2025. Màn hình Android, xe chạy rất là chất luôn, không lỗi nha bà con nhé, với giá 275 triệu đồng. Tiếp tục là một mẫu Kia Forte. Nếu như anh em nào mà không thích Vios, không thích Accent, hay là với cái tầm tiền chỉ đủ mua một chiếc xe sedan đời cao, tầm 24, 25 hay là 23 gì đó, thì ở đây em đang có một chiếc Forte 2013 số sàn bản đủ 1.6, tên tư nhân, biển Hà Lam, xe không qua đục taxi gì, đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Giá của nó để cho anh em đâu đó khoảng tầm 260 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Mua về chạy xe hoa đám cưới, chạy dịch vụ khá là ok. Tiếp tục là một chiếc Vios G. Thực ra thì Vios thì bây giờ đang là một cái gì đó mà trượt giá, cũng không phải là trượt giá mà nó cũng đang xuống giá, vì những cái dòng xe như Accent hay là Vios mới nó đang ra cạnh tranh, nhưng mà chưa đến bình ổn giá, và sau này bình ổn giá thì nó lại sẽ cao lên thôi. Và đặc biệt nếu như thời điểm này các bác mua một chiếc Vios như con này 2014 G xịn 2014, một chủ từ mới, số tự động, bản G, biển Hải Phòng, đăng kiểm tháng 4 năm 2024, với cái giá đâu đó khoảng 350 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc Vios G là, thì nó quá là hợp lý cho anh em, không phải mất tiền suy nghĩ gì cả bà con nhé. Hay anh em nếu mà ở cái tầm phân khúc mà hơn 200 triệu muốn mua một chiếc xe tự động, một mẫu xe gia đình chuẩn nhá, thì đây em đang có một chiếc Mazda 3 2009 số tự động 2.0 nhập khẩu. Nói thật với các bác là nếu như các bác mua con này thì em khẳng định với các bác là ở cái tầm tiền hơn 200 triệu
kiếm một chiếc xe sedan ở phân khúc hạng C. Đấy, như thế này thì em thấy là nó hơi bị hiếm luôn. Tại vì con này thì em đang bán tầm đâu đó khoảng tầm 235 triệu. Hoặc là có bớt một chút cho anh em chuẩn giá đấy. Chứ không phải là bớt một chút thì bạn lộc lá đi lại thôi. Chứ còn đâu vẫn đang là 250 triệu. Nhưng mà tôi đang chỉ báo cho anh em là 235 triệu thôi. Là các bác có thể đi được chiếc Mazda 3 2009 số tự động, máy 2.0, zin cả xe nhá. Zin cả xe, zin từ những cái tem, zin từ những cái tem như thế này, zin đi vùng quanh xe là zin từ những cái tem như này, zin đi này. Số tự động thì cực kỳ chất luôn, âm thanh hay, chạy sướng, cửa sổ trời. Giá chỉ có đâu đó 235 triệu đồng thôi bà con nhá. Dưới 200 triệu mà muốn kiếm một cái mẫu xe mà sedan form dáng đẹp thì ở đây em đang có hai chiếc xe như thế này cho bà con này. Bà con tham khảo sẽ có được không nhá. Trước biển 37 là màu xanh, con này hiện tại là tôi anh đang chào bán với cái giá tầm khoảng là 180 triệu đồng một chiếc xe Daewoo City SE 2010 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, màu xanh đá. Với dòng nhập khẩu chạy rất là ok và đàm xe với dòng City, với cái khối lượng của nó cực nặng nên là nó chạy khá là tốn xăng hơn dòng Vios, tuy là 1.6 nhưng tốn xăng hơn. Và giá của nó đâu đó 180. Và con này là số tự động, nhưng mà con này thì đời 2008, tức là số tự động bản CD cũng nhập khẩu cũng tầm giá 180 thôi, máy 1.6 hết bà con nhé. Đấy. Ở đây em đang có hai chiếc xe Vios ạ. Với chiếc Vios màu đen biển 15A30971, con này là bản E xịn đời 2017, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, trông là bóng loáng luôn. Một chủ từ đầu sử dụng, không qua taxi hãng, đăng kiểm tháng 1 năm 2024, và bên em gọi đó là một chiếc xe gia đình. Nội thất của nó là màu kem, màn hình Android đầy đủ. Giá của nó để cho anh em là 340 bà con nhé, 340 triệu. Đó, một chiếc xe Vios 2017 số sàn bản E. Ở bên đây thì có một chiếc xe 2018 số sàn bản E. Con này thì biển 14A30207, con này 2018 cũng bản E xịn, một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Thì các bạn thấy nó hơn con đây 10 triệu tầm 350 thôi. Cũng là xe gia đình sử dụng nhá, màu vàng cát, xe cực kỳ đẹp cho anh em, đúng không ạ? Một chiếc xe 7 chỗ giá chỉ có 109 triệu đồng thôi, một chiếc Chevrolet Vivante, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Nếu anh em nào không thích dòng 5 chỗ mà thích một cái chiếc xe nó cao gầm hơn một chút, mà giá của nó thì cũng chỉ có đâu đó 109 triệu đồng thôi, mà 208 bà con nhé. Ok rồi, Tuấn Anh bảo không quay 7 chỗ, con này quay rồi thôi, được đấy, quay chót được quay thôi. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc xe nhập khẩu hàng nội địa của Đài Loan, đó là một chiếc Bullitt X-Trailer sản xuất năm 2009 phiên bản số tự động, máy của nó là 1.8 nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Với cái dòng nhập khẩu này thực ra với giá chỉ có đâu đó khoảng tầm loanh quanh nhô 100 triệu một tí thôi, nhô 100 triệu tức là không đến 101 đâu, mà cái option của nó chắc chắn hơn cả con Ford Fiesta 2013 bên đây, 2011 bên đây. Đấy, nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó là xe Trung Quốc của con nhé. Giá nhô 100 thôi. Trang bị 8 túi khí điều hòa tự động đầy đủ hết bà con ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Ford Fiesta sedan 2 đầu, sản xuất năm 2011, Ford thì nó có tên tuổi rồi, thương hiệu Mỹ rồi, đăng kiểm tháng 1 năm 2024 rồi. Giá của nó hiện tại tôi đang để cho anh em đâu đó khoảng tầm 240 triệu. Tiếp tục là một chiếc Mazda 6 trong diện cắt lỗ, sản xuất năm 2017 phiên bản số tự động, máy 2.0. Chiếc xe thì đã rút hồ sơ rồi và thì bấm biển ra tên thôi. Giá để cho anh em đâu đó khoảng tầm 530 triệu hoặc bớt đi một tí. Đấy, hoặc Tuấn Anh sẽ bao ra tên cho anh em. Đấy, Mazda 6 nha bà con nhé. Vios E 2018, con này thì tạm thời em đang đi, ngừng giao dịch khoảng hết tháng này bà con nhé. Tiếp tục là một chiếc xe, đó là một chiếc xe Vios 2010, chiếc xe đang đeo biển 15A44483, Vios E, Vios Limo 2010, máy 1.5 số sàn màu vàng cát, đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Giá để cho anh em đâu có khoảng tầm 160 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Giá 160 triệu đồng là quá ưu ái rồi, và có rút hồ sơ gốc cho anh em nhé, đăng kiểm mới, xe đẹp không lỗi. Hay là một chiếc Ford Laser, một mẫu xe mà có thể mua, tính trước đây mua bằng hàng chục ngàn đô, nhưng đến bây giờ thì Tuấn Anh chỉ để cho anh em với giá đâu có khoảng tầm chưa đến 2 cây vàng. Đó, hơi chưa đến 2 cây vàng bà con nhé. Giá để cho anh em khoảng 109 triệu đồng thôi, Ford Laser 2002. Đấy. Tiếp tục đây em đang có một chiếc Daewoo City SE, con này thì rất là đẹp, biển 28 của tỉnh Hòa Bình, số sàn máy của nó là 1.6. Thực ra thì có rất nhiều người so sánh chạy SE City nhập
hay Chevrolet Cruze. Nhưng với Tuấn Anh thì Tuấn Anh thấy rằng chạy dòng xe nhập này nó vẫn sướng hơn dòng Chevrolet Cruze. Nhưng ở một cái điểm nào đó thì có rất nhiều người thích Cruze và nhiều người thích nhập bà con nhé. Nên là các bạn thích mẫu xe nào thì các bạn chọn mẫu xe đó, chứ không quan trọng gì lời tư vấn của Tuấn Anh. Tiếp tục là con này thì bán tầm 180 luôn. Tiếp tục là một mẫu xe Vios E2015 phiên bản số sàn, máy 1.5 bản E xịn tên tư nhân biển Hải Phòng. Con này đăng kiểm tháng 4 năm 2024, để cho anh em 295 triệu đồng bao rút hồ sơ gốc. Honda Accord là một mẫu xe đẳng cấp, một mẫu xe đẳng cấp doanh nhân nha các bạn nhé. Với chiếc Accord này thì trước đây thì nó là một cái mẫu xe mà có thể nói là rất là phân biệt về cái đẳng cấp cho anh em khi anh em ngồi trên chiếc xe này. Nhưng đến bây giờ thì nói thật với các bạn là người ít tiền cũng có đủ đẳng cấp để mua. Tóm lại là với xe cũ bên em không nói chuyện đẳng cấp đó, và tiền ai có thì mua, giá 290 triệu đồng thôi. Bà con đã sở hữu được một chiếc Accord 2010 nhập khẩu nguyên chiếc nội địa. Một chiếc xe cực kỳ đẹp ở cái phân khúc như thế này mà giá có 290 triệu đồng thôi, không mua thì hơi phí luôn. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc K3 2014 số tự động bản 2.0 AT full cửa sổ trời, ghế điện, ghế nhớ đầy đủ hết. Vâng, K3 thì nó là một mẫu xe ở phân khúc hạng C và nó là một mẫu xe đẳng cấp rồi. Nói lại vừa bền vừa lành vừa đẹp luôn cho anh em, với giá tầm khoảng đâu đó khoảng 390 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc K3 2014 số tự động này. Thực ra thì hôm qua là chưa có con Innova này, nhưng hôm nay Tuấn Anh sẽ quay cho anh em con Innova 2016 số sàn bản E, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển Hải Phòng, với giá đâu đó khoảng tầm hơn 300 triệu của con nhé. Rồi chúng ta sẽ đi vào một cái dàn Moling. Dàn Moling thì 2i10 Tuấn Anh cũng báo giá qua thôi, tại vì ngày nào Tuấn Anh cũng quay cho anh em rồi. Vì thế nên là hôm nay Tuấn Anh sẽ báo qua cái dàn Moling này một chút cho anh em, để anh em có thể biết được đâu là một mẫu xe cực kỳ hợp lý. Cứ để đây. Tiếp tục là đây cái dàn Moling với i10 thì chúng ta sẽ xem. Spark này 2008 số sàn biển Hà Nội 208 màu trắng ngọc trinh, để cho anh em 62 triệu đồng có bớt cho anh em, để cho anh em 62 triệu. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024. i10 2016 để cho anh em đâu đó 195 triệu, xe không qua taxi hãng, bản pay thôi, nhưng không qua taxi hãng nha. Nó là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng luôn, để cho anh em 195 triệu đồng một chiếc i10 2016 số sàn máy 1.0. Moling 2008 bản số tự động SLX nhập khẩu nguyên chiếc biển Hải Phòng 15A09229, đăng kiểm tháng 5 năm 2024, để cho anh em 145 triệu đồng. i10 2015 số sàn bản bay, con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, máy 1.0 biển Hải Dương. Con này để cho anh em đâu đó khoảng 180 triệu đồng bao hồ sơ. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc i10 bản đủ số sàn, máy 1.0 2014 tên tư nhân, một chủ từ mới, biển đẹp và màu cà rốt. Xe đặc biệt là nó là một mẫu xe rình, để cho anh em đâu đó khoảng 190-195 triệu đồng thôi, 195 triệu đồng bao rút hồ sơ gốc cho anh em. Gia đình một chủ từ mới, đăng kiểm tháng 6 năm 2024. Và con nào nhanh tay lựa được em này thì ngon này. Đây, hoặc số tự động ở cái tầm tiền hơn 100 triệu có một chiếc Matiz nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2008, số tự động biển Hà Nội nha. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 125 triệu. Moling 2010 bản SNX hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển 15A36505. Con này để cho anh em với giá khoảng tầm 198 triệu đồng thôi. Đó là một chiếc Moling SNX 2010 số tự động nhập khẩu. i10 2019 số sàn, máy 1.2 nhập khẩu bản pay, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng 28A biển Hòa Bình 28A08029. Con này để cho anh em đâu đó 260-265 triệu. Moling SI 2016, con này thì số sàn bản SI, máy 1.25 gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, để cho anh em đâu đó khoảng tầm 240, và đăng kiểm thì em sẽ đăng kiểm mới tinh cho anh em rồi, tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2024 gì đó. Đó. Đây có cái rõ cái tem đây này, anh em để ý đây. Tháng 6 2024 nhá, một mẫu xe gia đình màu kem. Moling 2017 số sàn, máy 1.25, tên tư nhân, biển Thái Nguyên. Con này thì để cho anh em đâu đó khoảng tầm 225 triệu, đăng kiểm tháng 5 năm 2024. 2017 số sàn, xe gia đình, tư nhân, không khoan đục taxi, gia đình sử dụng luôn. I10 2014 số sàn, máy 1.0
nhập khẩu bản đủ nhé, bản đủ xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ biển Tuyên Quang. Con này thì cũng để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 215 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc i10 như thế này rồi. Để tầm giá như vậy thì nó cũng khá hợp lý cho anh em. Đây là màu trắng, một cái màu rất yêu thương luôn cho anh em nhé. Tiếp tục là một chiếc i10 2015 đăng ký 216 số sàn. Con này thì đang đeo biển 15A22390. Đăng kiểm thì mới. Vâng, một mẫu xe màu trắng có dịch vụ taxi ra đã hoàn đương một cách rất là ok cho anh em rồi. Để cho anh em đâu đó khoảng tầm 190. Con này cũng vậy, con này thì cũng là dịch vụ taxi đã hoàn lương, màu trắng, đăng kiểm tháng 5 năm 2024 và 214 biển Thái Bình, để cho anh em đâu đó 165 triệu. Morning SLX 2010, con này 2010 bản SLX, đăng kiểm tháng 8 năm 2024, biển 34A236056, con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 198 triệu đồng. Đây, nếu như kiếm được spark thì anh em sẽ kiếm cho em một chiếc spark đẹp. Còn nếu không kiếm được thì các bạn sẽ đến đây, Tuấn Anh sẽ bán cho các bạn một chiếc spark đẹp lắm, 209 mà keo chỉ zin. Đấy, lốp mới cả dàn, kính zin. Vâng, đầu đài đầy đủ, sơn zin. Đấy, với giá để cho anh em 72 triệu. Tuy nó có đắt hơn khoảng tầm 5-7 triệu so với một chiếc xe spark khác, nhưng các bạn sẽ mua được những cái gì ở con xe này thì các bạn phải đến đây gặp Tuấn Anh ô tô để trải nghiệm cho em. Đăng kiểm tháng 6 năm 2024, xe cực kỳ lét luôn. Morning 2015 số sàn máy 1.25, tên tư nhân biển Hòa Bình, đăng kiểm mới, để cho anh em 175 triệu đồng. Đó, con này chờ hôm nào em ra biển rồi xong rồi em sẽ quay lại cho anh em. Đó, xem là 175 triệu anh em mua được con gì ở chỗ này. Đó, i10 2014 số sàn máy 1.0 nhá. Đó, dòng i10 chỉ có được 0 thôi và để cho anh em đâu đó khoảng 180 triệu đồng. Đó. Con này cũng vậy, con này 214 số sàn bản Pay, nhưng con này thì lên được full đồ. Từ đèn gầm, xi nhan trên gương, đèn lổ start top cộng với lại hệ thống na răng đúc, con này để cho anh em đâu đó khoảng 190 mà con nhé. Tiếp tục là Morning 2015, Morning 2015, con này thì biển Hà Nội 30A50769, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023, con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm cũng tầm 180 triệu thôi. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Morning 2016, con này thì đặc biệt con này là 180 triệu nhưng xe các gia đình nhé, không khoan đục, không taxi dịch vụ đâu. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như mọi người không tin thì có thể đến trực tiếp gặp em. Con 16 này nó xe dịch vụ ra này, có để cho anh em 185 triệu, con này thì nên được full đồ. Đấy. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Spark 208, con này thì để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 208, con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 60 triệu. Đấy. Hoặc là con Spark Van này, nếu như anh em nào mà thích Spark Van số tự động, nhập khẩu số tự động này, đời cao 2011 mà mua về chỉ đi 2 người thôi đấy, có nhu cầu chở hàng chở đồ thì đây em đang có con này, giá chỉ có 129 triệu đồng thôi. Đấy. Hoặc là con BID, đây là một mẫu xe BID nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc. Con này thì với cái tầm tiền mà nó rất hợp lý cho anh em, tầm khoảng hơn 80 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc BID 211 bản đủ này. Đấy. Đời cao luôn, nó nhỏ gọn như Spark, chạy máy 1.0 khá tiết kiệm. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu xe nữa là một chiếc Daewoo Lacetti CDX 2010 số tự động, này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 2010 số tự động. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc Toyota Vios 2009 số tự động bản G, máy 1.5, biển Hà Nội, tên tư nhân 18600, để cho anh em đâu đó 265 triệu đồng hoặc 260 triệu đồng. Của anh cũng bán nhưng không thể bớt sâu xuống được nữa rồi. Các bạn thông cảm cho em, giá của nó quan trọng hơn là chất lượng xe của nó. Đấy bọn nhá. Ê, có bác bảo là để cho em con Zio này đây, Zio 211 đây. 211 mà số sàn máy của nó là 1.4, hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển 38A27051. Con này thì 211 nhưng mà dòng Kia Zio này là một cái dòng xe mà em thấy nó cũng khá hợp lý ở cái chỗ là nó tiết kiệm này. Và bên trong của nó trang bị cả túi khí, cả gương kính chỉnh điện, cả điều hòa tự động, cả hệ thống volume tích hợp, mà giá của nó đâu đó khoảng tầm 178 triệu đồng gì đó. Đấy, hơn một tí. Đấy bà con nhé. Đấy thì tại sao chúng ta không sử dụng mẫu xe này mà phải đi mua Vios Limo với đời như thế, đúng không ạ? Đấy, các bạn cứ nối, nếu các bạn thích dòng xe của Hàn thì đây là một mẫu xe hợp lý luôn. Rio 2011, máy 1.4, zin cả xe, đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Civic 2008 màu đỏ, số sàn 1.8, để cho anh em 190. Vios E 2011 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5, bản E xịn, tên tư nhân, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, để cho anh em 219 triệu đồng, bản E xịn, biển Quảng Ninh.
Tiếp tục là một mẫu xe nữa cho anh em. Con này thì để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 270 triệu một chiếc xe Accent 2014, số sàn, máy 1.4, hàng nhập khẩu các con nhé. Tiếp tục thì anh em ở đây đang có cho anh em một mẫu xe nữa, đó là một chiếc xe Honda Civic. Với chiếc Honda Civic này thì sản xuất năm 2008, số tự động, biển Hà Nội, máy 2.0 bản full, cửa sổ trời, gảy số, vô lăng. Để cho anh em 245 triệu đồng là bà con đã có một chiếc Civic 2008 bà con nhé. Vios ạ, Vios EG 2007, số sàn, bản G xịn, xe gia đình, không khoan đục, taxi, biển Thái Bình. Để cho anh em 150 triệu đồng. Có rất nhiều con xe vẫn còn rất là cao, nhưng mà không sao, các bác thông cảm cho em. Nếu các bác muốn mua thấp hơn một chút thì bác gọi điện cho em nhé. Ở Accent 2012, số sàn, máy 1.4. Con này thì mọi hôm em vẫn bán cho anh em là 265 triệu, bao hồ sơ, bao vận chuyển, bao ra tên, bao đăng kiểm. Nhưng ngày hôm nay thì Tuấn Anh để cho anh em với giá 245 triệu đồng, không bao gì. Và con thích thì mua về 245 triệu đồng. Bên em hỗ trợ về giấy tờ thôi, chứ còn đâu không bao về tiền. 245 triệu. Tiếp tục là một chiếc Civic 2007, số sàn, số tự động, máy 2.0, biển Yên Bái. Con này thì 2007 để cho anh em là 245 triệu đồng, đời 2007, số tự động 2.0. Vios E 2013, xe gia đình sử dụng, tên tư nhân, một chủ từ mới sử dụng, bản E xịn, biển Hải Dương 34A06181, đăng kiểm tháng 4 năm 2024, để cho anh em 245 triệu đồng một chiếc Vios E 2013, số sàn, một chiếc xe máy 1.5 gia đình sử dụng. Tiếp tục là một chiếc xe Solata 2004, đăng ký 2008, để cho anh em 140 triệu đồng. Gencha đây, một chiếc Gencha mà giá chỉ có đâu đó 101 thôi. Bà con đã sở hữu được một chiếc Gencha mà chất lượng như này, tên tư nhân, chính chủ, biển Hải Phòng, 15A05, biển là Hải Phòng nhé bà con nhé. Với giá chỉ có loanh quanh đâu đó 100 triệu, 101 thôi, 116 triệu nhưng mà em để cho anh em 101 đây. Màn hình Android, tên tư nhân, biển Hải Phòng, xe đẹp không lỗi bà con nhé. Xe cực kỳ chất luôn, đấy, nội thất đẹp luôn, la răng đúc, màn hình đăng kiểm mới. Đấy, để cho anh em 101 là bà con có thể mua chiếc xe này rồi, đúng không ạ? Vios E 2014, bản E, số sàn, tên tư nhân, màu xanh. Con này để cho anh em đâu đó 265 triệu đồng, bản E 2014. K3 2014, số sàn, máy 1.6, biển Hải Phòng, 15A47317. Con này bản đủ, số sàn 1.6, full đồ. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 335 triệu. Tiếp tục là một chiếc xe Vios G 219, số sàn, máy số tự động, bản G 219, số tự động. Con này hiện tại là form mới, một chủ từ mới, xe đẹp không lỗi, chạy để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 375 triệu đồng. 475 triệu đồng các con nhé. Rồi ạ, tiếp tục chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp một số những mẫu xe ở đây. Đó, này thời tiết thì là khá râm rờn, quay thì khá đẹp nhưng mà vẫn vã mồ hôi bà con ạ, nói nhiều vã mồ hôi. Đấy. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Gencha 2010, nhập khẩu, máy 1.2, biển Bắc Linh. Đây để cho anh em 150 triệu đồng, 1.2, 2010, máy 1.2, nhập khẩu, có thư ký bằng hoàng nhé. Xe đẹp không lỗi, không taxi dịch vụ. Hoặc là Vios này, Vios 2010, biển Hải Phòng, 15A67446. Con này để cho anh em 155 triệu đồng, đời 2010, máy 1.5, rất đẹp. Venna 2008, số sàn, máy 1.4, hàng nhập khẩu, để cho anh em 140 triệu đồng. Đấy, Hyundai Venna nhập khẩu Hàn Quốc 1.4, số sàn. Nissan Sunny 2013, số sàn, máy 1.6 và 1.5, tên tư nhân, biển Hà Tĩnh. Con này thì để cho anh em đăng kiểm tháng 3 năm 2024, để cho anh em 185 triệu đồng. Accent 2018, bản đủ, số sàn 1.4, xe gia đình sử dụng, để cho anh em đâu đó khoảng tầm 369 triệu đồng thì đúng hơn, 369 triệu đồng. Đó. Tiếp tục là một mẫu xe Avante 2011, số sàn, số tự động, Avante 2011, số tự động, biển Nam Định. Con này để cho anh em là 289 triệu đồng, máy 2.0, số tự động, bản full, cửa sổ trời, điều hòa tự động bà con nhé. I10 215 220. Chevrolet Avel 2017, số tự động, máy 1.4, biển Hà Nội 30E95372. Con này thì đăng kiểm tháng 11 năm 2023, để cho anh em 250 triệu đồng. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu xe nữa, đó là một chiếc xe Vios 2010, bản Limo, màu vàng cát, 15A51463, đăng kiểm tháng 4 năm 2024, để cho anh em đâu đó 160 triệu đồng. Hoặc là một chiếc Vios E 2010
4 số sàn bản đen xịn, gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ. Con này để cho anh em đâu đó 285 triệu đồng. Tóm lại thì nhà em có rất nhiều xe 5 chỗ và có cả 7 chỗ. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em nào quan tâm về cái dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo cho em. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.